Nhắc đến năm mới là người ta sẽ nghĩ ngay đến pháo hoa. Giao thừa đếm ngược xong ngẩng đầu nhìn bầu trời. Lễ hội lớn thì cũng có pháo hoa, khai mạc sự kiện kỷ niệm tròn năm chiến thắng thể thao khánh thành công trình. Hễ cần tạo cảm giác đây là khoảnh khắc đặc biệt, người ta lại cho pháo hoa nổ trên bầu trời. Nhiều người quen với hình ảnh đó đến mức nghĩ rằng pháo hoa sinh ra là để ăn mừng, để làm cho vui, để làm đẹp cho đời. Nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại, pháo hoa không hề được phát minh để chúc mừng ai cả. Nó không ra đời từ lễ hội, càng không phải để giải trí. Nguồn gốc của pháo hoa gắn với một thứ rất con người, đó là nỗi sợ cái chết và khát vọng sống mãi. Từ một tai nạn trong phòng luyện đan, những vụ nổ khiến người ta bỏng mặt cháy tay, thứ đáng sợ đó dần được con người kiểm soát, biến đổi rồi đưa lên bầu trời. Và cuối cùng, nó trở thành biểu tượng của niềm vui, của sự khởi đầu, của những khoảnh khắc mà ai cũng muốn nhớ. Trước tiên, hãy cùng đến ngay với những con số và những sự thật gây sốc, thú vị về pháo hoa. Cả thế giới đốt pháo hoa nhiều nhất trong đúng một đêm. Vâng, nếu gom tất cả các màn pháo hoa lại trong năm, thì đêm giao thừa chiếm phần lớn nhất. Chỉ trong vài tiếng cuối ngày 31 tháng 12, hàng trăm thành phố cùng lúc bắn pháo hoa. Có thể nói, đây là đêm mà bầu trời trái đất sáng nhất trong năm. Nếu tính cả pháo của chính quyền lẫn người dân tự mua, thế giới sẽ chi khoảng vài tỷ đô mỗi năm cho pháo hoa. Riêng dịp giao thừa, số tiền bị đốt theo đúng nghĩa đen đã lên tới hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Đẹp thì đẹp thật, nhưng đúng nghĩa là đốt tiền. Những màn pháo hoa nổi tiếng như ở Sydney, Rio hay Dubai thường xuyên dùng đến vài chục ngàn cho đến cả hơn 50.000 quả pháo hoa chỉ trong một buổi. Tổng khối lượng pháo có thể lên đến vài tấn, được bắn liên tục trong vòng 10 cho đến 15 phút. Và khi bạn bắn pháo như vậy thì bạn có biết được rằng khoảng 2/3 cho đến 3/4 số pháo hoa toàn cầu được sản xuất tại Trung Quốc. Từ châu Âu, châu Mỹ cho đến châu Phi, rất nhiều quả pháo bắn lên trời đêm giao thừa đều có một chung một quê nhà của mình. Và nhiều người nghĩ pháo hoa chủ yếu là do nhà nước bắn, nhưng trên thực tế, phần lớn pháo hoa trên thế giới được mua bởi người dân, nhất là ở những nước cho phép đốt pháo như bình thường. Đêm giao thừa, không chỉ có một bầu trời trung tâm mà có hàng triệu bầu trời nhỏ cùng nổ một lúc. Biết là tốn tiền, biết là ngắn ngủi, biết là gây ô nhiễm, nhưng năm nào cũng vậy, con người vẫn bắn pháo hoa vì đơn giản, có những khoảnh khắc mà người ta muốn cả bầu trời cùng chứng kiến. Nào, năm mới đã đến rồi. Vậy, pháo hoa đã được tạo ra như thế nào? Quay ngược thời gian hơn 1.000 năm trước tại Trung Quốc cổ đại, con người sống trong một thế giới nơi bệnh tật, đói kém và chiến tranh luôn rình rập. Tuổi thọ trung bình không cao, một cơn ốm cũng có thể khiến người ta phải đi mãi mãi. Trong bối cảnh đó, nỗi sợ lớn nhất của con người không phải là nghèo, không phải là mất quyền lực, mà với những người đã có quyền lực rồi, những người không còn nghèo rồi, thì người ta sợ nhất là chết. Và chính vì thế, nhiều hoàng đế quý tộc đã đặt niềm tin của mình vào những đạo sĩ luyện đan, những người được cho là có thể tìm ra thứ thuốc trường sinh. Họ tin rằng nếu trộn đúng khoáng chất, đúng thảo mộc, đúng tỷ lệ, con người có thể sống lâu, thậm chí là bất tử. Đó không phải là sự mê tín thuần túy mà là một tư duy khoa học rất sơ khai. Cứ thử đi, sai, ghi chép rồi lại thử tiếp. Nhưng họ không hề biết rằng trong hàng trăm hàng nghìn lần thử đó, có một hỗn hợp sẽ thay đổi lịch sử loài người. Vào khoảng thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 10, các đạo sĩ đã vô tình trộn với nhau ba thứ rất quen thuộc trong tự nhiên: than củi, lưu huỳnh và diêm tiêu. Ban đầu không ai nghĩ đây là thứ nguy hiểm. Nó trông giống một loại bột khô, xám xám và cũng chẳng có gì đặc biệt. Cho đến khi ai đó mang nó lại gần lửa. Chỉ trong khoảnh khắc, hỗn hợp đó bùng cháy dữ dội, phát nổ, tạo ra ánh sáng chói và tiếng động lớn. Không có sự bất tử nào xảy ra ở đây, chỉ có bỏng, cháy và hoảng sợ. Các tài liệu cổ còn ghi lại những lời cảnh báo như thế này: hỗn hợp này cực kỳ nguy hiểm, không được tùy tiện đốt. Nhưng cũng chính từ lúc đó, con người nhận ra thứ này có sức mạnh. Thay vì vứt bỏ nó, họ bắt đầu nghĩ cách để dùng nó. Trong văn hóa Trung Hoa cổ, thế giới không chỉ có người sống, còn có ma quỷ, tà khí, linh hồn lang thang. Người ta tin rằng những thứ vô hình này rất sợ âm thanh lớn. Càng ồn ào, càng chói tai thì càng dễ xua đuổi cái xui và cái dữ. Thế là thuốc súng, cái thứ ra đời kia, được nhồi vào ống tre khô, bịt kín hai đầu. Khi châm lửa, ống tre nổ đùng một tiếng, vang trời, không có màu sắc, không có hình thù, chỉ có tiếng nổ. Đó chính là pháo nguyên thủy, chưa hoa, bởi vì nó chưa tạo ra những màu sắc rực rỡ. Người ta đốt pháo trong dịp Tết, đám cưới, lễ tế, khai trương, không phải để xem cho vui, mà để mở đường cho điều tốt và đẩy lùi những điều xấu. Pháo lúc này mới chỉ là nghi thức mà thôi, chưa phải là nghệ thuật. Mọi thứ thay đổi khi con người nhận ra một điều rất quan trọng: không phải thứ gì cháy cũng giống nhau. Có thứ cháy vàng, có thứ cháy đỏ, có thứ lóe xanh, có thứ tóe tia lửa. Và nếu kiểm soát được những thứ đó, ta có thể vẽ lên bầu trời.
Thế là người Trung Hoa bắt đầu tìm cách trộn thêm các kim loại và muối kim loại khác nhau vào thuốc súng. Từ đó pháo bắt đầu có màu, bầu trời đêm không chỉ nổ mà còn sáng và đẹp. Lúc này, pháo hoa không chỉ là công cụ để xua đuổi tà khí, nó trở thành thứ để ngắm, để thưởng thức. Mỗi lần bắn pháo hoa là một lần bầu trời nở hoa theo đúng nghĩa đen. Nhưng thuốc súng và pháo hoa thì không ở mãi trong biên giới Trung Hoa. Chúng theo các thương nhân, theo con đường tơ lụa, theo các đoàn buôn Ả Rập, đi sang Trung Đông rồi sang châu Âu. Phản ứng đầu tiên của người châu Âu, cái này chắc là dùng để đánh nhau được. Và thế là súng, đại bác và chiến tranh hiện đại ra đời. Nhưng song song với chiến tranh, pháo hoa cũng dần xuất hiện trong các lễ hội, các lễ đăng quang và các yến tiệc hoàng gia. Đến thời Phục Hưng, pháo hoa ở châu Âu được nâng tầm thành nghệ thuật trình diễn. Người ta tính toán nhịp điệu, bố cục, thời điểm nổ. Pháo hoa không chỉ đẹp mà còn có kịch bản. Nghe thì có vẻ hay lắm, lãng mạn lắm, nhưng bản chất của pháo hoa thì vẫn là một vụ nổ. Chỉ khác ở chỗ, đó là vụ nổ được kiểm soát cực kỳ chặt chẽ. Mỗi một quả pháo hoa hiện đại giống như một cỗ máy hóa học mini, với thuốc đẩy để bay lên, kíp nổ để kích hoạt, thuốc màu để tạo màu sắc và các tầng cháy để canh thời điểm. Mọi thứ đều được tính toán đến từng giây. Nếu sai một chút, pháo có thể nổ sớm, nổ muộn hoặc là nổ không đẹp. Thứ con người nhìn thấy trên bầu trời chỉ là kết quả cuối cùng của rất nhiều phép tính và thử nghiệm phía sau. Và cuối cùng, vì sao pháo hoa luôn gắn với thời khắc chuyển giao? Pháo hoa hiếm khi xuất hiện trong những ngày bình thường. Người ta không bắn pháo hoa cho một buổi tối rảnh rỗi, cũng chẳng ai đụng cả dàn pháo để đốt cho vui. Pháo hoa chỉ xuất hiện khi một điều gì đó kết thúc và một điều gì đó bắt đầu. Năm cũ bước sang năm mới, một cuộc chiến đi đến hồi kết, một kỷ nguyên khép lại để mở ra một chương khác. Nó giống như một dấu chấm than trên bầu trời, nói với tất cả mọi người rằng khoảnh khắc này rất quan trọng và hãy nhìn nó đi. Lý do thực ra rất đơn giản, pháo hoa không sinh ra để tồn tại lâu mà để đánh dấu khoảnh khắc. Nó không kéo dài, không lặp lại, không thể xem lại y nguyên lần thứ hai. Nó bùng lên, rực rỡ trong vài giây rồi tan biến hoàn toàn. Chính sự ngắn ngủi đó khiến người ta phải dừng lại, phải ngẩng đầu, phải im lặng mà nhìn, giống hệt cách con người cảm nhận những thời điểm quan trọng nhất trong đời mình. Nghịch lý thì nằm ở chỗ, con người suốt hàng nghìn năm đi tìm sự sống vĩnh cửu, tìm cách kéo dài thời gian, níu giữ tuổi trẻ. Nhưng thứ họ tạo ra để ăn mừng lại là biểu tượng của cái đẹp mong manh và ngắn ngủi. Pháo hoa chỉ tồn tại vài giây trên bầu trời, nhưng đủ để khiến hàng triệu con người cùng lúc nín thở, rồi nhớ mãi về một đêm, một năm, một thời khắc cụ thể. Có lẽ vì thế mà pháo hoa chưa bao giờ lỗi thời. Nó nhắc nhở con người một điều rất giản đơn, ta không thể sống mãi, cũng không thể giữ mọi thứ ở lại. Nhưng ta có thể tạo ra những khoảnh khắc đủ đẹp, đủ sâu để khi nhìn lại, ta biết rằng mình đã sống thực sự trong giây phút đó. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.